Chạy đi em ơi. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo. Nice. Game thủ mới. Mình thì không có nhiều thông tin về game thủ này. Mình chả biết ông này là ông nào cả. Khóc định sang câu trọng voi bằng nhớ map nhưng mà đen. Gặp ngay ông Pan. Lên đời siêu sớm. Bài ban mình vừa kích đời, đội bạn đã lên đời 2 xong rồi, kích đời ra đến đít rồi, đánh cái gì? Và đây rồi, Persian, đây rồi. Ôi ơi ơi, đội bạn 2 Greg, ôi trời ơi, vâng, Per Baby đến từ hai từ cặp đôi đến từ Game TV ở bên kia, 2 Greg. Vâng, đánh hộ tôi cái. Vâng, vẫn chưa quýt à? Vâng, một đều về C luôn. Vâng, đề nghị kêu viên tổng kết luôn, C2 Game TV thắng, vâng, thua đâu, vâng, sai đâu tí nữa, trừ hết tiền cho Hải Mario thôi. Vâng, đội bạn 2 Greg, đội mình là Per Baby, Mạnh Hào lập mạng. Vâng, vẫn là chém thôi. Tại sao kênh Game TV không xem được? Câu hỏi này thì đang là vấn đề nhức nhối nhất mà cả công ty GTV đang gặp lại. Và thực sự là chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, vâng, vẫn đang liên hệ bằng tất cả những đơn vị có thể liên hệ được để khắc phục cái tình trạng mà anh em đang gặp phải. Khi mà xem nó cứ giật lag như thế này thì vâng, mình xem mình cũng khó chịu chứ chả nói đến khán giả, vâng, mặc dù biết anh em vẫn đang ủng hộ, và ủng hộ thì cũng phải xem được chứ. Đây là bầy hiệu đầu. Năm con dành cho game thủ Mạnh Hào. Bài cầm baby cho anh xem Per. Per của Trương Sỏi. Đây. À, được đấy. Và lùa sư tử về ăn cho nó gấu. Và trong này ăn thịt sư tử chắc chắn gan to. Đây là bầy hiệu đầu, mới thấy ba con. Và khả năng bầy hiệu 4 rồi. Nếu khó quá thì đóng S ăn rừng thì sẽ nhân đôi. Không vấn đề gì cả, lùa về được thì tốt. Ở đây rồi, voi đây rồi. Thôi lùa về em ơi. Lùa qua, nhưng mà lùa qua cái bãi quả đầu thì đúng là một cái gì đó hơi khó khăn. Đây rồi. Một con. Vâng, anh có quả thì anh cứ ăn đi, em không ăn quả đâu anh ơi. Đấy, thấy bãi quả rồi đấy. Vâng, thấy voi rồi, câu về em ơi, đôi voi rồi. Cố lùa lấy 3-4 con voi, bấy hiệu nữa, 3 voi rồi. Và thêm bầy hiệu gần đây nữa là ok. Nhiều khả năng sẽ là 4 voi không? Không, chỗ này đứng dốc khó lắm. Voi đứng dốc thì thường sẽ là voi đơn. Voi phải đứng ở chỗ đồng bằng mới là đôi voi cơ. Và kinh nghiệm đánh chế lâu năm của Hải Mario và kinh nghiệm đánh chế gần 20 năm qua của tôi và đã cho tôi biết rằng khi mà voi đứng dốc thì nó sẽ không phải là voi đôi. Và thường nó sẽ đứng ở chỗ đồng bằng thì sẽ là voi đôi. Còn đứng ở dốc thì sẽ là voi đơn. Khóc đang đưa con voi đầu tiên về với nhà chính của mình. Vâng, nó ăn thịt hiêu, các bạn thấy không nhỉ? Vừa ăn được cách đây 30 giây mà đã hết thịt con hiêu rồi. Con voi này thì chắc được nửa phút. Vâng, một nốt nhạc. Vẫn còn hai con hiêu trong bầy hiêu đầu nữa. Chú ý những con nông dân. Vẫn còn hai con voi xa xa. Nếu tí nữa đi đập lô lên đấy ăn voi cũng được. Không có tay, phải làm như vậy thôi. Vâng, nhưng mà hai con voi kia cũng nhận ở xa thật. Vâng, nó lòi ra giữa bản đồ các bạn ạ. Một chiếc BE, tham lai đang 23-24, nhiều khả năng game thủ không được khóc sẽ phải đánh với 25 dân trong trận thiếu này rồi. Per, Baby đối đầu với 2 Greg. Vâng, đánh 2 chém thôi. Anh Mạnh Hào thì đánh chém ra P là được. 25 dân vượt kích đời rồi. Tưởng bãi quả đấy anh Mạnh Hào ăn. À, khóc tỉnh thế nhờ. Nó đã tính trước được bãi quả, Mạnh Hào ăn ở xa lắm rồi. Bây giờ bắt đầu đưa voi về. Dần 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 xa không phải tí nữa lại câu voi về đến nơi thì chết dân là đẹp. Đôi luôn em ơi. Phải anh là cái câu đôi voi đấy. Khóc lên bình thường không sớm. Ôi, tưởng gì kích đầu 9 chứ kích 10 rưỡi thì kích làm gì anh. Vâng, anh coi thằng khóc nó cầm pơ lên à. Vâng, anh bảo nó kích 10 rưỡi là thắng rồi. Bạn này phải kích 9. Vâng. Kích 9 thì hơi khó. Bạn này không thể kích 9 được. Bạn này kích 10 rưỡi thật. Quài đấy.
Vơ có thể nói biết là tại sao không? Gì ạ? Tôi phải vào trang bên ngoài mới xem được. Tại sao Game TV giờ không xem được? Vâng, như vậy là Trương YS lên đời sớm nhất bản đồ. Chọc chéo luôn. Kích 9 mà. Game thủ Mạnh Hào bảo là game thủ Trương Sỏi chỉ cần kích 10 rưỡi là thắng rồi. Nhưng Trương Sỏi chơi lớn. Vâng, kích 9 cho đầu gấu. Ok, đây là bạn vàng. Công à, còn một con voi nữa kìa em. Lên đấy ăn luôn. Đây, chiếc BS gần. Đã có giò. Giáp em ơi. Ok, công giáp đầy đủ. Bê em ơi. Ôi trời, cái gì này? Ôi Yugi. Ôi kìa, kéo con dân lại. Ưa. Vâng, thôi ưa rồi. Bò bãi vàng chứ, bò bãi gỗ làm gì em ơi. Con giò mình đang đuổi. Bò bãi vàng lại. Ôi BL ngay đây luôn. Đóng L cao đấy. Vài đóng L cao để cho cái thủ Yugi lên đời sớm đấy. Ôi 1L 1A luôn. Ôm bom rồi. Bài ôm bom mới được cái thủ Yugi. Và hai con nông dân đóng nhà đã chết rồi. Khóc vẫn đang đánh thủ. BL2 thôi. Không BP. Nói chung là vẫn sẽ thắng thôi. BP là thắng rồi. Bài mà game thủ Yugi cầm break ôm bọm ấy. Hai giò à? À không, vẫn có giò kia. Cân cả giò cả T luôn như nào. Để lạc đà đứng thủ thôi, không phải đẩy đi đâu em ơi. Từ từ đã, thủ lại khu này đã, cho đội bạn không dám dắt chém vào đây đi. Không đẩy chém đi luôn, tôi đã bảo đánh thủ đi đã. Ok. Và một giò và một lạc đà đang đẩy đi. Và game thủ Yugi đang công rất nhiệt vào khu vực này. Ăn hoang bầy hiệu không được em ơi, phù thủy. Ok luôn. Vâng, đội bạn chắc chắn sẽ có phù thủy gần đây. Kìa, chú ý giữ phù. Ây à. Vậy em kiểu ảo diệu thế nhở. Vâng, Yugi dâng L lên đánh ôm bom. Không thấy nhà đâu rồi à. Khó chịu thế nhở, bài đánh. Rất khó chịu như thủ Yugi, sắp P đều ra em ơi. Và có cả T luôn, rất khó chịu. Về lại em ơi. Ui rồi, thôi xong rồi. Và sẽ mất khá dần. Nhưng dân của Yui cũng đổi lại với game thủ không khóc. Ơ, lại còn 7E nữa cơ. Bãi vàng kìa. Hở không? Rất nhiều thịt anh ơi. Ôi bãi vàng không bo. Ôi trời ơi, Yui tha thù thế nhở. Vâng, khóc này thì nó sẽ có rất nhiều thịt đấy. Nó chuẩn bị bơm cho anh 500 thịt bây giờ đây. Thoải mái đi ngơi, trận này thắng rồi. Xe Mạnh Hào xem sao. Mình xe gì? Bơ mà. À Mạnh Hào. Ôi Mạnh Hào cũng đang bị ôm bom mà. Hai ông Greg này bánh xe lên xong rồi. Chạy dân kìa anh. Cho cung ra bắn mấy con nông dân này đi. Ôi đây E rồi bạn anh ơi. Ôi giời ơi. Vâng đây E của địch. Vâng đau xanh. Vâng E của địch ạ. Vâng tôi nhìn tưởng E của mình. Vâng tôi thấy đội bạn đang gõ gõ để xây. Vụt. Vâng phù thủy kia. Mạnh Hào đang rất gặp rất nhiều khó khăn trước game thủ Nai khi Nai vẫn đang rất vất vả. Nói chung là trận này vẫn đội bạn vẫn đang cố gắng để ôm bom một chút thôi. Vẫn có chém trong nhà, vẫn chơi được, vẫn có phù thủy trong nhà. Đừng phù dân anh, phù con chém bên ngoài kìa. Bắn. Tôi có cung R đây anh ơi. Đang em có cung R anh ơi, đen bỏ luôn. Nào bây giờ như nào? Vâng bây giờ như nào? Vào hết đây. Vâng bao nhiêu con phù thủy mang ra đây. Vâng bây giờ như nào? À, lại còn cung T bắn nhau với cung R. Vâng kia ra luôn. Tỷ số sẽ là 3-1 trong xe đấu thứ hai. Và quân mình một đều về tổng xe. Không cửa thua nữa rồi. Không tham lại bao nhiêu. Vâng không tham lại 15. Vẫn đang bị Yugi ôm bom rất mệt. Ở trong nhà có bãi vàng em ơi. Bỏ bãi vàng lên đi. Đây rồi, vâng, nông dân. Ở bãi vàng này ăn lâu rồi, được. Kìa, chú ý. Vâng, nhiều bạn phù đỏ, nhiều khả năng không được khóc sẽ mất tham. Phù con chém, lạc đà ấy, đừng phù con chém. Đây rồi, tân 2 luôn. Vẫn đang đuổi theo những con nông dân của game thủ Nice. Trương vẫn đang cố gắng để kill những con nông dân của hai cái thủ bên phía Skyred.
Trong khi đó thì vẫn có một bài bảng bên ngoài để có thể sóc P, chỉ cần sóc được P ra là có thể chơi được trong trận này rồi. Còn sóc được P là còn có cửa thắng. Còn sóc được P là còn có cửa thắng. Và mình phù đen, người bạn phù đỏ. Quá khó chịu. Chém luôn. Một bài mà Yui dâng lờ. Tham lai. Ô tham lai mình đang bị đè. Hỏng rồi. Đâu, mạnh hào. Mạnh hào tham lai 8 vẫn thủ được. Ô mạnh hào chỉ cần có mạnh hào là còn thắng. Cho một con cooler sang bên kia bắn phù thủy đi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi kìa hả. Vâng, mất hết bãi vàng. Ba là nông dân. Hơi đau đớn. Hôm nay trận này là đánh khá là ghê đấy. Kìa phù thủy anh ơi. Rồi ok. Phù được một con và đội bạn đen mất một con. Cho cung lờ đi trước anh ơi. Nhập tỷ số đi là sao? Tỷ số đang là 2-1 trong CA2 còn gì. Ok, và đang công lên đến từ game thủ Mạnh Hào. Soi này máy game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào quyết định bom hướng từ 6 giờ lên. Tránh móc máy, đỡ mất việc. Ơ, có sư tử đấy vừa dồn à. Ok, chết hết phù của game thủ game thủ này rồi. Mạnh Hào sẽ to ra. Chỉ cần còn Mạnh Hào nó có thể cân đôi trận này. Khóc không bánh xe, cố gắng giữ dân giữ tham. Không cửa thua nữa rồi. Tổng kết đi. Ông khóa giao dịch à? Ăn đi. Khóa giao dịch à? Mở ra. Đây. Vâng đây, mở giao dịch cho anh chàng ố ơi. Vâng, lúc nãy khóa vào, lúc nãy em đóng vào em quên em chưa mở ra anh ạ. Mở giao dịch rồi anh ơi. Mở giao dịch cho anh chàng ố nha, mở rồi anh ơi. Lúc nãy em đóng vào mà em quên em chưa mở ra. Đây rồi, tham lai là 30/84, không cửa thua trận này rồi. Tỷ số sẽ là 3-1 về ở C đấu thứ hai. Tỷ số sẽ là 3-1 ở C đấu thứ hai và 1-1 về C. Ngon luôn. Thảo nào không chuyển được coi sang su. Sorry anh Kim Trang nhá. Em đã mở lại được rồi anh ơi. Ây à, hôm nay còn nhiều chém đấy. Vâng, dắt đù đi cùng đi. Tiệm về à? Hai giờ mới về rồi. Bật cái máy này lên mà chơi. Đi vào trong này mà chơi. Facebook. Rồi tham lai là 34/88. Xem tham phát cho nào anh ơi, tình hình sao rồi? Xem tham cho oai cho kiểu chuyên nghiệp mà. Mình thắng rồi. Kiểu xem tham thì em còn có cái em nói. Chả biết nói gì cả. Mình thắng rồi mà đội bạn vẫn chưa chịu quit. Không biết là hai Greg thì có cái bài gì chống lại với cái bài phù này. Ơ nó vác dân theo. À, nào gom vào hết đây. Còn như nào và như nào mà đứng lại, nó ngon đứng lại để chơi đâu. Rồi, xách cả chém cả dân để lao vào một đống phù của cái thủ Mạnh Hào. Nó không cửa thua rồi. Ông ngồi gây dây đi anh ơi. Vâng, tham lai là 34/88. Vẫn cố gắng để xin phù ra để chơi lại. Vâng, lên giáp cho cung rồi cho chắc cú. Lấy nhở. Vâng, xem Trương hay là Trương mất tham. Trương tham vẫn 5 vẫn chơi được. Không hiểu đội bạn còn gì đánh nhở. Hai Greg thì tôi không nghĩ ra cái bài gì để bật lại baby cả. Tại nghe đấy làm gì có đấy là tai nghe USB mà. Em phải cắm USB vào. Nhưng mà còn đâu không nhận đâu. Tôi muốn nghe nhạc nữa à. Xem đi ai bảo thế nào. Nghe
Vâng, timeline của Khóc còn 6. Ôi trời ơi, cái timeline không hiểu đánh cái gì nữa. Timeline để bốc lại dành cho cặp đôi đến từ Game TV. À đây rồi, dân màu 3. Thế quýt chưa anh ơi? Vâng, khổ quá. Vâng, các anh định câu giờ thế nào? Vâng, câu tiền máy và đánh 12 trung liệt. Vâng. Đây rồi. Vâng, đánh cái gì nữa? Hai Greg. Vâng, 3-1, 1 đều về C thì thôi. Vâng, chả nhẽ tôi sao, nhưng mà anh ơi cho em xin em thắng trận này. Vâng, sớm vào đây là phù thủy của Mạnh Hào phù được hết mà vẫn cứ đánh. Vâng, anh bây giờ anh chuyển sang đánh chay cung đờ cho em xem nào. Vâng. Chảy cối thật, vâng, đánh. Hai ông này cứ ăn với đi, xin phù với xin dân thôi à. Nhây lên 4 à? Ông mà lên 4 kiểu gì trong cái bài này khi mà bị quản nó lòi kèn ra? Không hiểu. Nó vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vâng đấy, bây giờ đến lượt ra chém phù thì bị phù bất chém, không hiểu vẫn cứ đánh thôi. Hay là lên cung A nhỉ? Vâng, lên cung A cho dân chơi. Không khi phải lên cung A rồi bạn biết quýt. Ở đây này. Không có đánh cung R thôi, trong phù. Vâng, đợi mình tham độ 89x thì đánh cung A. Lên 4. Đánh hot. Nghe về ổn hơn. Vâng. Thôi anh. Thôi anh nữa đi mà. Vâng. Một đều về C là ok rồi mà vẫn cứ nhầy. Vâng, về C các kiểu còn là điều. Tôi không hiểu hai Greg thì lấy gì để chống lại ta. À, Trương còn tham không? Trương tham vẫn 6, vẫn có phù thủy, vẫn còn chém. Ờ à. Quay lại bảo vệ quân phù để hồi máu cho. Thôi xong. Xong dân đi em ơi. Nó mất phù giờ ai phù máu, chạy sang bên kia bảo ông Mạnh Hào ông hồi máu lại cho đi. Kia kia kia. Rồi lại mất xe. Vâng dây thật. Thì có lẽ là thấy Trương sau đời tham bé nên đội bạn vẫn cố đánh. Và bây giờ Trương cày cú kia, phù thủy ra kia. Lại mất ngay còn chém nữa. Cây. Tôi không để ý đến từ Trương Vô Kỵ. Chạy đi giữ tham em ơi, lại fit bây giờ. Chạy sang bên kia bảo Mạnh Hào bơm cho, hồi máu cho, giấu hai con chém đi. Rồi đến khổ. Vâng, tham này mà vẫn đánh, tôi không hiểu là cái chuyện gì đây. Đây hồi máu lại đi. Vâng, đến phút thứ 37, gần 40 phút trong game rồi. Ơi giò, ôi giời ơi, phí quá nhờ. Quả đấy mà vẫy được con giò thì tươi. Không hiểu đội bạn đang ngồi ở đâu. Mình cần gì vàng nữa, vâng, cho đội bạn ăn vàng. Bây giờ đội bạn đang sắp chay chém ra. Bắn hết phù thủy kìa anh ơi. Ai, khó đấy nha, và bắt đầu đông chém đấy nha. Anh cẩn thận đi nào. Vâng, đi tập trung lên hết lên đi anh ơi. Vâng, đi anh đi cả một kích đi cùng nhau anh chạy một vòng quanh bản đồ xem đội bạn đánh cái gì nào. Vâng, tăng A hết cỡ lên. Anh xong cung R đi qua nữa nhà, anh xong cung A cho em. Lầy thật. Vâng, kiểu này là kiểu là đánh để gây ức chế về tâm lý đây mà. Chặt vô 2 luôn, giá 4 cho anh. Đã 4 hết đeo rồi, bằng đầu máu nữa rồi. Trương cứ cho một con chém về bên này đi. Không mất gì đâu. Vâng, bây giờ anh chuyển sang đánh cung A, cho cung R đi quản, anh chuyển sang xong cung A cho em. Một vẩy BB luôn. Này, nông dân này. Mà cũng chả phải lên cung A nữa đâu. Đã 4 rồi, sợ cái gì. À, ôm à, đi đây. Vài con chém rách vào đây mà này thì mình xin phù thủy đi cho lại đốt vào con dân cho nó đỡ chật đất.
liên tiếp ra những chân nhà bên đời xong dần đến từ game thủ Mạnh Hào. Đấy, kiểu nhiều thịt quá không biết làm gì. Mở bàn C3 đi, vòng quýt rồi. Tỷ số là 3-1 về C trong trận đấu thứ hai. À, xin lỗi nhầm, tỷ số là 3-1 ở trận đấu thứ hai và 1 đều về C. 1 đều về C dành cho cặp đôi Game TV. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ ba. Chảy gối quá. Ba một VC.